Alo, xin chào quý anh em. Mình quay cho quý anh em mình xem tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên. Chiếc ghe này thì năm trước mình có quay cho anh em xem ở những cái clip mà lắp trụ cảo hay là dàn điện tử ở phía bên trong con tàu. Giờ ghe lên ụ, mình quay cho anh em xem một clip lên ụ. Khi nào tàu cá xuống nước thì mình sẽ quay thêm cho anh em xem một clip nữa. Anh em xem độ khỏe của ghe lưới quay đêm Phú Yên nha anh em. Dài tầm 23 m, rộng tầm 7,5 m đổ lại, tâm hạ tầm 4 m. Sử dụng động cơ Komatsu 750 mã lực. Đấy, mình quay cận cảnh mặt ghe cho anh em xem. Ở những chiếc ghe này, theo nhận xét của mình thì nó giống như những cái phiên bản hoàn hảo, cho nên ở trong clip mình cũng không biết mô tả gì nhiều, bằng cách là mình quay chi tiết ở những cái bộ phận với mơ lường, dàn dai vô be và độ phả ở hai dàn dai, hai cây quanh của con viền cho anh em xem. Hai quanh con viền mặt tầm 40. Nhìn rất là đẹp ha. Ghi mà khỏe ngang mặt luôn. Đứng không? Rất đẹp. Anh em quan sát thấy mấy cái lá be vô rất là đẹp. Đặc biệt khỏe cái dây ngang ở những cái con quanh rất là đều. Ở một số những cái ghe khác á, thì mình thấy ảnh đi những ghe khác nha, đi con viền lớn, nhưng mà tới ở đoạn này nó không có ăn khớp với cái quanh đó. Cái quanh nó lấy hơi nhỏ, hoặc là họ khỏe không có điều á, thì họ tóm cái quanh lại, cho nên ở phía trước cái dàn dai này nó hơi bóp gọn lại, thấy nó không có đẹp. Ở chi tiết của chiếc ghe này, hai cái quanh nó ra hai cái con viền nó điều và nó sưng sưng lên, nhìn chiếc ghe nó rất là hung, đẹp dữ tợn quá. Quay chi tiết dàn be cùng với mơ lường của tàu cá lưới quay đêm dài 23 m cho anh em mình xem, rộng tầm 7,5 m đổ lại nha. Bữa giờ mình thì cũng bận làm nước ghe của gia đình, cho nên là cũng không có thời gian nhiều để quay clip cho anh em xem. Và đặc biệt là mình quay video biên tập, nó không có sử dụng kỹ thuật nhiều, nhưng mà mình biên tập nó kỹ để nó lột tả cái video một cách đầy đủ và chi tiết nhất cho anh em xem. Ở trong mỗi video thì đa phần là mình nói cái con số kích thước nó gần như là đúng với là chiếc ghe, mục đích là để cho anh em, những anh em nào đóng ghe hoặc là những anh em nào cần mua ghe thì chúng ta cũng có thể hình dung ra được những cái con tàu cá mà mình quay, rồi đến những cái con tàu cá mà anh em cần mua hoặc là cần đóng, thì anh em xem clip của mình thì nó mô phỏng hầu như là cái con số chính xác. Đó, mục đích của mình là như vậy, chứ mình không có nói sai cái kích thước, ví dụ nó lên nửa mét hoặc là 1 m ghe thì ở trong clip nhiều khi nó không có lột tả hết được, cho nên là anh em sẽ không biết cái con số thật. Mình nói cái con số chính xác để cho anh em thấy cái chiếc ghe của người ta và hình dung ra được cái chiếc ghe của mình sắp đóng hoặc là sắp mua. Thì mình quay ở trong cái clip của mình á, thì mình quay ghe tàu nha. Anh em đừng có vô bình luận hỏi những cái chuyện mua bán ha. Trước khi bình luận thì anh em làm xuyên xem cái tiêu đề tí xíu. Bởi vì bình luận, những cái dòng bình luận đó nó cũng gọi là nó cũng không hay lắm. Đấy. Thì anh em để ý thấy những cái chi tiết ở trong video á, là càng ngày nó có một cái lượng khán giả mà mình thấy là một số anh em cũng rất là hiểu về chi tiết về ghe. Cho nên là ở những cái clip sau á, thì mình hay quay nói về cái phần kỹ thuật ghe cũng rất là nhiều. Nói chung là cái lượng khán giả mà hiểu về kỹ thuật ghe là nó không có nhiều. Nhưng đa phần trong clip của mình thì mình hay quay về cái chiều sâu.
nên là một số anh em xem lướt thì cũng có thể vô xem về những con tàu nó đẹp với cái tầm mắt của anh em. Anh em hồi nãy giờ mình không có mô tả, nhưng mà mình quay trên video thì anh em cũng thấy được đường kim mũi chỉ, cái cách vô bê, những chi tiết của đường hồ ha, Kistrin. Rất đẹp, rất giá trị. Mình sau khi mình đăng cái clip này lên thì ở clip tiếp theo thì có thể là mình biên tập cái clip mình quay ghe của gia đình mình cho anh em xem. Bởi vì cũng khá là nhiều anh em yêu cầu. Lúc nãy thì mình quay ở Dàn Giai bên kia, thì mình đi quăng lại để mình quay cái Dàn Giai ở bên này cho anh em xem chi tiết và nó lột tả đầy đủ ghe cho anh em. Đấy. Thì ở những con tàu mà nói chung là chủ tàu họ thoải mái tí xíu á, thì mình có cơ hội mà mô tả nó lột tả hết đầy đủ cái con ghe hơn cho anh em xem. Còn những chủ tàu mà họ cũng hơi kỳ kỹ tí xíu thì mình chỉ nói thoáng qua thôi. Đấy. Ở đây có sẵn cái cầu thang, mình sẽ leo lên ghe để quay chi tiết ở trên bon tàu tí xíu ha. Anh em chịu khó theo dõi video hết video đã thấy sự lột tả của con ghe. Coi cái con viền trên này, anh em thấy dữ không? Từ cái tay của mình nè quay lên cái con viền trên dễ sập rồi. Đấy. Ở những cái clip mà bình tĩnh đỡ quay á thì mình quay về mình không cần phải biên soạn rồi nhiều, nó đầy đủ nội dung cùng với nó lột tả hết được, cho nên là mình có thể đăng liền cho anh em xem được. Đây mình tới ngay chỗ cái phần dài mũi, ngồi góc bên này và quay về cái góc phía bên kia cho anh em xem để thấy cái độ rộng của tàu cá lưới vây đêm của Phú Yên. Đấy. Mình đang ngồi ở trước nghe chỗ phần mũi ghe ha, quay về phía bên sau về hướng cảo. Mình nói về hướng cảo là mục đích là để cho anh em thấy được cái độ dài từ ở mũi ghe ra tới cái khoang hầm và thấy được cái độ rộng của con tàu cá mà mình đang quay. Ở cái chi tiết này mình rất là thích, đó là má anh phải cái ngà nằm khi lên phen là nó im, nó chịu được cái lực của toàn cái khung mâm này. Ngày xưa modern ngày xưa thì một số anh em phải cái ngà đứng. Ngà đứng thì cái mặt gáy nó lớn mà cái mặt nằm nó lại ít hơn. Cho nên là khi lên phen á, lên dàn phen mà nặng tới 2 tấn mấy á, cộng thêm cái lực của lưới và lực của mồi gió nữa, cho nên là cái ngà nó thường nó chịu cái lực ở trên cái ngà nó nằm ở phần phía trước nhiều, cho nên là cái ngà nó dễ bị nhún. Nay anh em phải ngà nằm và ngà nằm nó đổ về lui hầu như là gần hết cái mặt bổ, cho nên là ghe lên phen nó im hơn. Đấy, mình quay nhiều chi tiết cho anh em xem nha. Ở đây có hai cái neo, cái tầm tạ rưỡi nè. Mấy cái này do neo chống bão luôn á. Anh em tàu cá lưới quay đêm ở Phú Yên thì mùa đông không có đi biển, không có khai thác cái vùng cá chỉ cùng với cái vùng Trường Sa, cho nên là trang bị neo để chống bão. Ở đây hai súng phen mấy anh bắt trụ riêng hết ha. Một số tàu cá mình đi quay ở Bình Định thì tàu cá mà khai thác cá khơi á, một số anh em thì bắt cái trụ súng phen vô trong cái trụ cảo và một cái súng rời. Ở đây hai súng phen bắt vô cái trụ rời hết. Ở cái trụ rời này là mấy anh cũng đâm thẳng xuống tới mơ lường luôn và kiềng cầm một cách cố định. Đây mình quay luôn cái thớ mà bắt mấy cái súng cho anh em xem nè. Đấy, quay luôn ha. Này là những cái chi tiết này là mỗi anh thợ tiện làm mỗi cái kỹ thuật khác. Mình cũng quay luôn cho anh em xem. Đấy. Ở đây cái súng này có thể ngắt lên ngắt xuống được, linh động. Và ở đây họ làm cái bờ đỡ bằng inox
mặt dày tầm 4 phân, 3 phân. Đấy. Hai súng phen. Này, chi tiết cái dàn dai anh xem. Phải ngang dai rất là đẹp. Vô quanh mấy bộ chụp đồ rất là dày. Có thể ở trong video thì nó sẽ không thấy độ chay, độ dày của những cái bộ chụp. Nhưng mà phía bên ngoài nhìn mấy bộ chụp xay dày nhìn rất là đẹp. Trụ cảo mặt 50. Tầm 50. 50 hơn. Đó, mình quay chi tiết kỹ thuật của cái ngờ lưới quay đêm cho anh em xem ha. Mỗi anh em mỗi vùng miền thì cũng có nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Đây, những cái còn máy ben thì máy lưới quay đêm á, không biết mấy anh em sao cho máy lưới quay ở này thì máy ảnh cái máy trước thì máy anh bắt bên ngoài. Hôm bữa mình quay ở một số tàu cá Bình Định thì máy anh ráp bên trong thì máy anh thuyền trưởng phải điều khiển cái máy đó, hoặc là cử một anh nào đó ở trong sử dụng máy. Cái khoang chở lưới rất là rộng ha, khoang chở lưới quá rộng luôn. Ok, tàu cá này trưng cái khoang chở lưới rất là rộng, thoải mái. Khoang chở lưới rộng máy anh chở lưới dàn lưới cho nó thấp xuống bớt. Khoang chở lưới rộng thì khi chúng ta hạ hầm thì chúng ta hạ nó cạn hơn, quấn lưới nó thông lường. Đây. Quay hai lô lô cảo cho anh em xem. Lô lô cảo ở này nó đứng cái lưng này. Hôm trước mình có nói rất thích cái kiểu lô lô đứng đứng như thế này. Đây. Quay luôn cái trụ dàn sàn cho anh em xem luôn. Đây. Bây giờ là ở cái thớ ngay chỗ khu vực cảo dây. Mình quay về phía trước khoang mũi cho anh em xem. Vậy nha. Giờ mình đi ra ngoài khu vực sau lái. Ở đây họ sử dụng cabin cổ nhưng mà thiết kế hai tầng cửa. Tầng cửa bên dưới thì ô nhỏ nhỏ hơn tầng cửa bên trên. Rồi ở đây cổ cho anh thuyền trưởng nữa, có cấp bước xuống ở dưới này. Mẫu cabin cổ này thì mấy anh em ở Mỹ Thắng, Mỹ Đức thì xài nhiều. Còn mấy anh em Vĩnh Lợi thì ít sử dụng. Em Vĩnh Lợi thì sử dụng mẫu cabin ngang. Nói chung mỗi dùng mỗi thiết kế và mỗi cái cabin là nó cũng phù hợp với mỗi cái mẫu ghe ha. Là khu vực ở sau lái. Đây, quay luôn cái phần này để anh em thấy cái phần mà thẻ then, thẻ đè, thẻ gian ha, ý lộn. Để anh em thấy cái phần gian. Đó. Này bộ chụp lái, quăng qua bên này đi tới. Đấy. Đấy, bây giờ thì mình đang ngồi ở sau cái góc lái của tàu cá lưới quay đêm 23 m. Và quay cho anh em xem từ ở sau nhìn tới trước cũng khá là xa. Phía bên trước kia nè, phía bên trước cao cao anh em thấy không? Đó là tàu cá của gia đình mình. Và phía bên trong phức phức trước kia là ghe của mình. Rồi phía bên trong nữa thì cũng là một chiếc tàu cá lưới quay đêm của gia đình. Chiếc trong nữa thì nó nhỏ hơn chiếc ngoài. Chiếc của mình thì nó cũng 9-10 với chiếc này. Đấy. Thôi mình cũng không lên cái phần dàn lầu chi. Lên phần trên bon chi nó cũng không có nhiều cái thứ để anh quay mà để lọc tẻ cho anh em xem. Phần phía trên thì anh sử dụng máy radar nhãn hiệu Cô Đen. Thì ở những cái con tàu lưới quay đêm của Phú Yên á, thì một số anh em sử dụng cái dòng máy chụp và một số anh em thì sử dụng cái dòng máy trung chụp á, mà chúng ta một số anh em cũng hay gọi là siêu chụp tầm trung. Thì ở trong những cái video của mình hay đặt cái dòng đó là cái dòng trung chụp, một dòng đại chụp là gọi là cái dòng siêu chụp. Còn cái dòng mà máy chụp thông thường á, thì chúng ta mình hay gọi là cái chụp thường, chứ còn nói gọi là cái chụp tiểu thì nghe nó không có hay lắm. Mình gọi đó là cái dòng chụp thông thường mà anh em hay sử dụng phổ biến. Đấy ha, nãy giờ mình quay thì anh em có thấy
nó lột tả đầy đủ nội dung ở trong video không? Anh em thấy khỏe dàn dai, kỹ thuật khỏe dàn dai, rồi kỹ thuật vô be, kỹ thuật mở tràng hông, đó, mở tràng hông ghe, rồi kỹ thuật khỏe đuôi lái cho đẹp để xuống nước nó không bị thấp, hoặc là nó không bị thấp mâm và nó không bị muỗng lái xuống. Đây có là bàn vệ tinh của máy dò nước. Ok vậy nha anh em. Ở trong phần cabin của ghe thì cũng có một lần mình quay ở cái clip trước rồi. Ok, xin chào và tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em ở một cái clip tiếp theo. Và những cái con tàu cá tiếp theo mình sẽ cố gắng quay đầy đủ cho anh em xem. Làm ghe cả ngày rất là mệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.